Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi. Thì trong cái video hôm nay xin giới thiệu tới các bác và tới các bạn là một cái sản phẩm mà chúng tôi đã từng một lần giới thiệu trên cái kênh Hoa Hòe. Tuy nhiên thì cái tác dụng này thì hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái video riêng để giới thiệu tới các bác cái tác dụng này nhé. Đó chính là cái tác dụng chữa cái đại tiện ra máu, hay còn gọi là đi cầu ra máu nhé. Đây chính là cái thảo dược mà có tác dụng chữa cái việc đi cầu ra máu, hay gọi là đại tiện ra máu. Ngoài cái việc chữa cái đại tiện ra máu này, đi cầu ra máu này, thì nó còn chữa được cả cái việc đi tiểu ra máu, rồi thậm chí là chảy máu cam, chảy máu miệng, tức là chảy máu chân răng ấy nha. Rồi có thể là một số người nữa thì bị xuất huyết ở các cái vị trí khác, như là chảy máu mắt, rồi chảy máu ở tai nhé. Đúng lại là chín khiếu con người ta thì có thể chảy máu, có nghĩa là chảy máu trong mà cái máu đỏ tươi ấy, thì các bác dùng cái sản phẩm này nhé. Tuy nhiên tôi không dám khẳng định 100% mọi người dùng đều có thể hợp, nhưng mà rất nhiều người dùng cái sản phẩm này chữa cái chảy máu trong đều có tác dụng rất là tốt. Thường thì các bác mà bị đi đại tiện ra máu ấy, hoặc là bị bệnh trĩ ấy, thì các bác có thể dùng cái sản phẩm này nhé. Cái sản phẩm này thì nó có tác dụng là một đấy là cầm cái chảy máu trong, hai đó là chữa được cả cái bệnh trĩ và bệnh táo bón nhé. Tuy nhiên là các bác phải dùng một liều lượng lớn hơn một chút và dùng lâu đấy. Thường ấy thì chúng tôi dùng ấy, tùy theo từng bệnh, tùy theo từng cơ thể mà mỗi ngày có thể dùng từ 2 tới 3 lần nhé. Mỗi lần các bác dùng từ 1 đến 2 cái thìa sữa chua này đong đầy. Các bác có thể pha vào với cốc nước ấm xong rồi uống, hoặc là cho trực tiếp vào mồm rồi uống nước nhé. Thì cái sản phẩm này nó được nghiền thành cái bột mịn rồi, thế cho nên là các bác dùng rất là tiện lợi, mang đi đâu cũng có thể dùng được. Đặc biệt là trong cái tác dụng trong cái video này thì xin nói về cái tác dụng là chữa cái chảy máu khi mà các bác đi cầu hoặc đi đại tiện nhé. Do cái sản phẩm nó hợp với từng người, không phải là hợp với 100%, thì các bác cứ mua một ít. Các bác nào chẳng may mà bị chảy máu đi ngoài ra máu hoặc là đại tiện bị trĩ nhé, thì các bác cứ mua một ít về, các bác dùng thấy hợp lý, thấy đỡ thì các bác mua dùng cho đến khỏi. Thường thì chúng tôi bán một gói nhỏ nhất là 100.000 đồng nhé, để các bác dùng thử trải nghiệm trong vòng 3 đến 5 ngày thì các bác nhận rõ. Tùy theo cơ địa của từng người mà có người chỉ sử dụng mỗi lần 2 hoặc 3 thìa này nhé, hoặc là 1 hoặc 2. Như cơ thể tôi thì tôi thường dùng là khoảng độ 1 thìa này thôi để thay độc. Còn các bác mà bị bệnh trĩ hoặc bị chảy máu hoặc là bị đi cầu ra máu thì các bác dùng từ 2 đến 3 thìa mỗi lần, và ngày dùng 2 đến 3 lần nhé. Khi dùng từ 3 đến 5 ngày thì các bác sẽ thấy rằng cái việc đi cầu ra máu nó thay đổi. Rồi về bệnh trĩ thì các bác có thể dùng từ 10 đến 15 ngày, nó sẽ thấy có sự khác biệt nhé. Đặc biệt nếu các bác nào bị táo bón thì dùng cái thảo dược này nó có tác dụng là nhuận tràng lại. Một số bác khi dùng thì cũng có cái hiện tượng là đi cầu nó tăng lên, nhưng không sao, đó là cái sức thuốc nó đẩy ra thôi nhé. Các bác yên tâm sử dụng, hay còn gọi là cái sức của thảo dược. Đây toàn bộ là thảo dược nghiền mịn nhé, của thảo mộc HT. Thì trong cái video này chúng tôi xin giới thiệu như vậy. Bác nào tin dùng các cái sản phẩm của thảo mộc HT rồi thì các bác có thể mua thử để dùng nhé. Thường thì chúng tôi sẽ bán với một gói nhỏ này đủ dùng từ 3 đến 5 ngày hoặc là 6-7 ngày gì đấy thì tùy theo các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua cái thảo dược này thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0932 340 345 hoặc 0964 421 551, hoặc các bác có thể lên mạng gõ thảo mộc HT nhé để ra số điện thoại, hoặc các bác có thể nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện qua Zalo thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác về các loại thảo dược mà chúng tôi hiện có nhé. Ngoài cái thảo dược chữa về cái đại tiện ra máu này, rồi bệnh trĩ này, rồi thải độc gan này, thải độc cơ thể này, chúng tôi còn có những cái thảo dược có
có thể chữa lành những vết thương lâu ngày mà không khỏi bằng cách là bôi ngoài. Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái thảo dược khác nữa, các bác xem kênh Hoa Hòe, kênh Thảo Mộc HT nha. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào các bác và các bạn trong những video tiếp theo nhé.